bạn nha. Hai con dính nhau rồi. Treo luôn rồi. Kéo vô, kéo vô buông ra nó rạc ra được. Ngân hỏng luôn rồi. Treo đít lên rồi. Kéo trở lại. Ra có thử dụng không? Rồi 1 2 3 4 rồi dụng rồi. Ôi chưa rồi, hai con quấn nhau luôn rồi. Rồi nhiều tô ạ. Rồi xong bức bông hay gì ạ? Vũ hả? Rồi vũ coi, vũ coi, vũ coi rồi bắn lên này. Vào qua hướng này, vào qua hướng kia. Mạnh bay rơi rạc gom. Quá cao. Đây là núi đất. Cháy phà phà luôn. Mấy cái đọt tràm này nó khô cháy ghê không. Lúa bên này lên đẹp rồi nha.
Số này được 5 ngày à. Một lá, hai lá. Thấy luôn á. Nhỏ là hết thấy rồi. Có lửa cháy lên là có gió à. Không thấy nhiều đâu, nhiều lớn là mà. Trắng tím chín luôn quá cỡ. Trên có gió trên dân kêu ngon ghê á. Tiếp một con nữa. Em này nha. Rồi, chuẩn bị. Xa dữ à. Được rồi. Lên.
dân không kêu. Bao xăng hả? Rồi, thôi bây giờ mình quay đến đây kết thúc nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi nha. Xem nhớ bấm đăng ký kênh ủng hộ mình với nha. Đó, ngon rồi đó. Rồi, chào các bạn nha.